May quá là trên chuyến bay và về tới đây thì Hà đã ngủ được rất là no sau hơn một tháng chạy khắp nơi các nơi các nước mà không có thời gian ngủ, nhưng mà Hà vẫn vô cùng hạnh phúc vì công việc ngày một bận rộn hơn và được mọi người yêu mến nhiều hơn. Và lúc nào cũng vậy, là gọi là phong thủy qua tới Mỹ là phải hát Baby Club đầu tiên thì tuy nguyên một cái tour nó mới được trọn vẹn được. Đây là show diễn đầu tiên, hy vọng là tất cả quý vị sẽ dành cho Hà nói riêng và tất cả các nghệ sĩ nói chung những kỷ niệm thật đẹp và bội thật sung nhé. Còn ngay bây giờ thì sẽ là âm nhạc của Hà, có quậy, có buồn và có dữ dằn một chút. Thì ngay bây giờ Hà nhận được rất là nhiều lời yêu cầu cho một ca khúc mà lần đầu tiên Hà hát tại nước Mỹ luôn. Và đây là bài hát mà cũng là ca khúc mở màn cho đêm nhạc Love Songs vừa rồi của Hà diễn ra tại Banda Hills và rất là được mọi người yêu mến. Nếu mà mọi người có lỡ chót giải mà lên YouTube mở Chơi Vơi Hồ Ngọc Hà ra thì mọi người sẽ thấy là Việt Nam của mình đẹp lắm. Và Hà được đứng hát trong một cái tòa nhà rất là cổ kính ở dưới hoàng hôn rất đẹp cùng với bài hát rất ma mị. Và ngay bây giờ xin mời mọi người cùng đến với Chơi Vơi. Xin cùng lắng nghe ca khúc này nhé.